Đây là khô cá lạc sữa nè quý khách ơi, khô cá lạc sữa ướp mà rất là vừa ăn nha, không mặn không ngọt không vừa ăn, nói chung là chiên lên là ăn cơm cũng ngon mà nhậu cũng ngon. Có một chút xíu ớt nè, ướp mà ướp một chút xíu muối và ớt nên là rất vừa ăn nha. Cá lạc này nó là cá sữa, cá nhỏ nên là cái xương nó rất là nhỏ xíu, mình chiên lên là ăn luôn, không có bỏ một cái gì hết trơn, chiên giòn lên vừa béo vừa ngon nha. Cá lạc sữa loại này rất là hiếm có, lâu lâu mới có một lần nên là cái này mỗi lần chỉ được có vài ký thôi, mua số lượng nhiều cũng không có nha quý khách. Quý khách cần dùng thì alo Hằng Giao nha, nhiều lắm luôn á. Lấy nhiêu đây nè, nhiêu đây có 400 gram thôi nè.